bác thân mến. Rồi, chợ cây vào những ngày gần Tết này mùa trời lạnh ấy, thì rất là nhộn nhịp và hoa hè các loại để sắm để chơi dần dần để chơi Tết ấy. Nó lại đi thoang thoảng mùi hoa mộc rất là dễ chịu, rất là hay. Từ cây cối cho đến hoa rất là nhiều, rất là nhiều. May phiên rất là nhiều cây đẹp quá. Thì các bác được xem những cái video về những cây và những cuộc giao dịch rất là nhanh, rất là đẹp. Đây, nên chọn mình cây mộc các bác nếu mà chưa có, rất là thơm. Đấy, trà hồng các loại hoa tôi không nói vì rất là nhiều ở đây rồi, tôi chỉ quay quan sát thôi. Nếu các bác xem những cây giao dịch nó rất là kinh khủng ở đây nhé, thì hôm nay thấy rất là nhiều cây đẹp. Đi các bác nha. Suối trong lọ à, không biết cho vào cái gì nhỉ. Quay mấy cây. Quay làm gì? Xem cái cây thôi. Dạ. Lâu một cái giọt. Mun đèn, đèn thế. Bán được cây nào chưa cô? Rồi. Cây cơm nguội đúng không? Xíu. Mình gọi là xếu á. Nguội cái khác. Nó mọc đông ở đường cơ, nó có quả ăn được cơ. Nó giống hệt cây này. Cây giống tị cũng đang cắt tiền kìa. Rồi đi vào. Cái này mất hôm nay thôi, trồng mấy cây 8 cây thôi mà. Thank you.
Cây này là cái gì ấy chị? Cây này là cái gì đấy? Và cây này là cái gì em? Cái xưa. Xưa sao nhìn khác thế? Xưa. Gỗ xưa đấy á? Không giống nhỉ? Dạ. Có nhưng mà ít mua. Mua không có chỗ để nữa rồi. Bà chủ này thì quen quá rồi. Vừa Tết sẽ mua. Nhà hết chỗ để rồi. Không phải cái xưa quá. Tiền thuế bao tiền? Tiền thuế. Chắc. Lập cũng có rất nhiều cây đẹp, đặc biệt là sa núi các bạn. Làm riêng một video về sa núi Hồng Lập nha. Đây nó sốt. Vả. Cây vả to. Vả đây mà. Ở đây cái vả đây. Cây đấy là cây sứ. Cây là cây sứ. Cây này thì ăn được. Cây vả. Cây vả. Rừng có mấy cây này. Ổi.